Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các con hãy cho cô biết người đàn ông này đang làm gì? Chính xác, người đàn ông này đang gõ chiêng và cô có từ gõ chiêng. Đây là loài chim gì? Rất tốt! Đây chính là chim yểng một trong năm loài chim có tiếng hót hay nhất và cô có từ chim yểng chú voi này đang làm gì chính xác chú voi này đang làm siếc và cô có tiếng siếc chúng mình hãy quan sát tiếng chiêng tiếng yểng và tiếng siếc có sự xuất hiện của ba vần mới đó chính là vần yên trong tiếng chiêng và vần yên trong tiếng yềng cùng với vần yếp trong tiếng siếc và trong bài học ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu ba vần này nhé đây là vần yên lắng nghe cô đọc yên yên đọc lại cho cô vần này qua bài tập sau vần yên gồm có âm đôi y e đứng trước âm ngờ đứng sau đánh vần và đọc trơn y e ngờ yên yên tiếng chiêng gồm có âm chờ đứng trước vần yên đứng sau đánh vần và đọc trơn chờ yên chiêng chiêng đọc lại cho cô tiếng này qua bài tập sau của o nào đây là vần yên, lắng nghe cô đọc yêng yêng đọc lại cho cô vần này qua bài tập sau vần yên gồm có âm đôi ie đứng trước âm ngờ đứng sau đánh vần và đọc trơn ie ngờ yêng yêng. Cùng tìm hiểu mô hình tiếng yêng trong từ chim yêng. Tiếng yêng gồm có vần yêng cùng với dấu hỏi trên đầu âm e đánh vần và đọc trơn. Yêng hỏi yêng yêng. Đọc lại cho cô tiếng này qua bài tập sau nào. Đây là vần yêng và đây cũng là vần yên như các con đã thấy hai vần này đều được đọc là yên nhưng ở vần yên này được bắt đầu bằng âm y ngắn ở vần yên này được bắt đầu bằng âm y dài chúng có cùng cách đọc vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng vần yên bắt đầu bằng âm y ngắn khi nào sẽ sử dụng vần yên bắt đầu bằng âm y dài cô cho mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua phần quy tắc chính tả sau đây nhé. Chúng ta sẽ điền vần yên, viết là yên bắt đầu bằng âm y ngắn khi trước nó có âm đầu. Và cô có ví dụ minh họa như sau. Ở tiếng này, chúng ta nhìn thấy trước dấu ba chấm có âm tờ. Vậy cô sẽ chọn điền vần yên bắt đầu bằng âm y ngắn kết hợp với dấu thanh cô được tiếng tiếng. Ở đây, trước dấu ba chấm là âm bờ. Vậy, cô sẽ chọn điền vần yên bắt đầu bằng âm y ngắn kết hợp với dấu thanh. Cô được tiếng biếng. Đọc lại cùng với cô nào. Tiếng nói biếng ăn. Chúng ta sẽ điền vần yên được viết là vần yên bắt đầu bằng âm y dài khi trước nó không có âm đầu và cô có ví dụ như sau để minh họa cho các con thấy ở đây trước dấu ba chấm không có âm nào vậy cô sẽ chọn điền vần yên bắt đầu bằng âm y dài kết hợp cùng với dấu thanh cô được tiếng yểm dựa vào quy tắc chính tả cô vừa nêu cùng với các ví dụ minh họa các con đã hiểu được khi nào chúng ta sẽ điền vần yên bắt đầu bằng âm y ngắn và khi nào chúng ta sẽ viết là vần yên bắt đầu bằng âm y dài rồi phải không nào đây là vần yếc lắng nghe cô đọc yếc yếc đọc lại cho cô vần này qua bài tập sau vần yếc gồm có âm đôi ie đứng trước âm cờ đứng sau đánh vần và đọc trơn ie cờ yếc yếc cùng tìm hiểu mô hình tiếng siếc. Tiếng siếc gồm có âm sờ đứng trước, vần yếc đứng sau, thanh sắc trên đầu âm e, đánh vần và đọc trơn. Sờ yếc siếc sắc siếc siếc. Đọc lại cho cô tiếng này qua thử thách sau nào. Ngay bây giờ, các con hãy vượt qua thử thách sau của OLM nhé. Chính xác, đọc lại cùng với cô nào. Yêng, yêng, yếc. Qua ba vần này, chúng ta đã được làm quen với âm đôi đầu tiên trong tiếng Việt, đó chính là âm đôi y, e. Cô có các hình ảnh sau. Chúng mình hãy đọc cho cô tên của những hình ảnh này qua bài tập sau nào. Rất tốt, đọc lại cùng với cô nhé. Khờ yêng khiêng, khiêng, cờ a ca sắc cá giờ yết giết sắc giết cá giết di yên riêng huyền giềng diềng tiếp tục đọc cho cô các tiếng này qua bài tập sau rất tốt đọc lại cùng với cô nhé di yên riêng sắc giếng giếng tờ yết tiếc nặng tiệc tiệc giờ yết giết nặng diệt diệt họ diệt là họ chứa một số loài chim lội nước các tên gọi phổ biến của chúng trong tiếng việt là vạc diệc diệc bạch hay còn được gọi là cò đây là các tiếng từ mà chúng mình đã vừa đọc đấy và bây giờ các con hãy tìm cho cô tiếng nào có chứa vân yên tiếng nào có chứa vần yếp nhé rất tốt và đây là đáp án của cô. Các tiếng có chứa vần yên là khiêng, giếng, giềng. Các tiếng có chứa vần yếc là tiệc, điếc, diệc. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu ba vần mới, đó chính là vần yên, yên và yếc cùng với các tiếng từ liên quan tới ba vần mới này chúng mình hãy luyện tập thật nhiều để có thể ghi nhớ được những kiến thức trong tiết học ngày hôm nay nhé và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe tạm biệt các con nhé